Chào các bạn, mình là Bác Minh Tý, mình là kiến trúc sư. Đây là video đầu tiên trong series hướng dẫn tạo vật liệu Anscape của mình. Trong series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra các vật liệu Anscape trong thật nhất có thể. Nào, cùng bắt đầu với mình nhé. Đây là file SketchUp mà đã chuẩn bị sẵn. File này là hiện tại mình đã ốp vật liệu rồi, nhưng mà mình vẫn chưa làm vật liệu bên Escape. Giờ thì mình khởi động phần mềm Escape đây nào. Hiện tại mình đang dùng bản Escape 2.8. File này cũng khá là nặng, thành ra nó hơi lâu một tí. Mình sẽ tua nhanh phần này nhé. Giờ mình sẽ chia màn hình 2B. Cơ bản vật liệu Escape được chia làm 6 kiểu. Kiểu thứ nhất thì nó là kiểu mặc định. Thứ hai là cỏ. Thứ ba là nước. Thứ tư là vật liệu mà cho ánh sáng xuyên qua. Ở đây là có thể là hiểu là tán lá. Vật liệu có độ bóng bề mặt. Và cuối cùng đó là một vật liệu thảm. Cái này thì là biên bản Anscape 2.8 trở lên thì mới có cái phần này thôi nhé. Việc đầu tiên trước khi mà làm vật liệu á, thì là chúng ta sẽ setting sơ bộ ánh sáng. Vì series này là mình tập trung vào việc hướng dẫn tạo vật liệu, nên là mình sẽ tua nhanh cái phần này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn setting cái môi trường ánh sáng này trong các video lần sau nhé. A few moments later. Rồi, cơ bản là mình đã setting ánh sáng xong rồi. Tiếp theo, mình sẽ xác định phong cách kiến trúc của công trình mình đang thể hiện. Điều này sẽ giúp phần làm vật liệu của mình sẽ phù hợp nhất với phương án thiết kế. Phong cách kiến trúc mà mình chọn để thiết kế công trình này là phong cách Nhật Bản. Gỗ được sử dụng trong rất nhiều chi tiết của ngôi nhà Nhật Bản. Chúng ta sẽ bắt gặp gỗ, vách ngăn gỗ, thậm chí là đồ dùng nội thất. Nếu như theo quan điểm của nhiều người ở các nước khác thì đồ bằng gỗ thể hiện sự sang trọng và hành tráng. Ở người Nhật là suy nghĩ khác. Đối với họ, những chi tiết bằng gỗ không hề khoa trương mà ngược lại thì là khá đơn giản và tinh tế. Người ta thường nói người Nhật Bản chính là bậc thầy của sự tối giản. Điều đó được thể hiện qua cách họ thiết kế ngôi nhà. Cực kỳ đơn giản, không cầu kỳ và có thể tận dụng tối đa tính năng của ngôi nhà đó. Trong video đầu tiên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một số vật liệu từ kiểu vật liệu mặc định. Cụ thể là vật liệu hoàn thiện tường, vật liệu sàn gỗ. Chúng ta sẽ bắt đầu với vật liệu hoàn thiện tường. Việc đầu tiên của việc làm vật liệu đó là chọn vật liệu. Mình sẽ dùng lệnh pen và chấm vào vật liệu tường. Sau đó mình sẽ bật bản setting vật liệu Anscape lên. Đầu tiên mình sẽ chọn kiểu vật liệu Tile Default. Trong tab này chúng ta sẽ thấy được là khu vực thứ nhất đó là khu vực Albedo. Khu vực này giúp chúng ta chỉnh sửa màu sắc họa tiết của bề mặt vật liệu. Khu vực Shape Illumination, đây là khu vực giúp chúng ta thể hiện được tính chất tự phát sáng của vật liệu. Transparency, khu vực này giúp chúng ta điều chỉnh độ rong suốt, nhìn xuyên của vật liệu. Tiếp tục là khu vực Bump, khu vực này cho phép sử dụng map Bump hoặc là map Normal để mô phỏng các vết lồi lõm của bề mặt vật liệu. Đây là khu vực Reflection, khu vực này cho phép chúng ta mô phỏng độ nhám vi mô của bề mặt vật liệu. Có thể hiểu đơn giản là giúp chúng ta chỉnh sửa mức độ phản xạ ánh sáng, tính kim loại của vật liệu. Cách đầu tiên để tạo vật liệu tường đó là mình sẽ vào trong phần Albedo. Mình sẽ chọn cái màu của tường ở đây, ở phần thanh color. Bạn có thể kéo và chọn màu. Thì đối với mình hiện tại mình muốn làm một cái tường màu trắng thì mình sẽ kéo lên màu trắng. Đối với màu trắng, mà thực tế thì cái màu trắng này nó không hoàn toàn trắng. Nó phải pha một chút màu đen gì đó vào. Thì mình sẽ kéo cái phần này xuống một xíu để nó đúng với thực tế hơn. Sau khi chọn màu rồi, mình sẽ chọn cái map Bump ở phần Bump. Nó có dấu cộng ở đây. Mình chọn một cái map theo kiểu như thế này. Nó sẽ có những cái độ lồi lõm của những hạt vữa. Open. Thì bạn có thể thấy được là nó sẽ tạo ra một cái độ Bump như thế này. Thì khi mà áp vô map Bump á, thì mình có thể kéo cái phần Amount, phần ngàm á, kéo lên xuống để mình thấy được cái độ Bump của nó. Đó, mình có thể điều chỉnh được cái độ Bump ở đây. Thì hãy kéo tới mức nào á, bạn thấy là nó ok rồi,
Đây, mình kéo như thế này nó thấy ok rồi. Hiện tại thì mình thấy cái map này nó hơi nhỏ. À, đứng xa mình sẽ không thấy được cái hạt li ti đó. Nếu muốn diễn họa cái vật liệu tường đẹp á, thì cái vật liệu này nó phải nhìn thấy được trong camera. Mình sẽ chỉnh sửa kích thước của cái diện bùm bằng cách là qua tab bùm và chọn tới phần cuối cùng, texture transformation. Thì đây nó cho phép mình chỉnh độ rộng và độ cao của cái map này, cái hình này. Thì mình có thể chỉnh cái độ rộng của nó là 2. Thì các bạn có thể tới gần và thấy được cái map nó bị giãn ra. Thì thay vì một cái map hình vuông như thế này thì nó giãn ra thành một cái hình chữ nhật. Độ rộng của chiều rộng này nó sẽ là 2, làm cho hình mình bị biến dạng đi. Thì theo mình á, thì cái phần kích thước này sẽ phải tỷ lệ tương đương với nhau. Ví dụ bạn tăng ở đây là 2 thì đồng nghĩa bạn phải tăng chiều cao của nó cũng là 2. Ok, thì đây mình đã có một cái map bùm khá là ok rồi. Thì đối với bình thường á, thì các bạn sẽ nghĩ là một map tường nó sẽ đơn giản là mình sẽ chọn màu sắc và mình sẽ chọn độ bùm thôi. Nhưng mà thực tế ra khi mà mình sơn cái màu sơn lên tường á, thì nó cần phải có một cái gọi là độ phản xạ của cái tường đó nữa. Vì sơn tường nó có một cái độ bóng nhất định, thành ra mình sẽ tăng cái cột Grudnik lên thêm một tí để thêm cái phần bóng cho cái bức tường của mình. Kinh nghiệm của mình thì mình sẽ nghiêng một góc nào đó để nó cho cái ánh sáng nó sẽ chiếu tới để tạo ra một cái ánh sáng phản xạ, thì mình sẽ cảm giác được cái độ Grudnik này tốt hơn. Nhưng mình kéo hay hết cỡ thì nó sẽ bóng, rất là bóng. Mình sẽ điều chỉnh cái phần này nó hợp lý thôi. Ví dụ như là như thế này. Đây là vật liệu tường. Đối với cách làm vật liệu này ấy, thì nó sẽ khá là đơn giản. Chỉ cần làm 3 bước thôi. Bước đầu tiên là chọn màu, bước hai là bùm, bước thứ ba là chọn Grudnik. Nhưng mà cách làm vật liệu này á, nó sẽ có một nguy cơ. Nếu các bạn đem cái file này đi qua một máy tính khác thì nó sẽ bị mắc vật liệu. Tại vì cái SketchUp nó sẽ chỉ sử dụng được cái map của cái vật liệu của hiển thị này thôi. Vật liệu hiển thị này thôi. Nó không có giữ những cái map liên quan tới bùm, liên quan tới transparency và liên quan tới map Grudnik. Ưu tiên của mình khi mình làm vật liệu á, mình sẽ không để cái texture bùm ở đây, mà mình sẽ xóa đi và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn làm một cái vật liệu tường theo cách khác, bằng cách là thêm cái vật liệu bùm ngay cái phần video. Mình sẽ chọn vào phần map. Thì phần video này nó sẽ là tương tự việc op map vậy đó. Thì khi mà mình thêm cái texture video á, là đây là cái map hiển thị bề mặt của mình đó. Thì các bạn hãy để ý là hiện tại cái map bùm này nó sẽ có một phần là new albedo, thì nó sẽ sử dụng cái map ở trên này làm cái map bùm luôn. Thì mình sẽ chọn ở đây, tích vô biểu tượng này đó, các bạn sẽ thể thấy là bùm ra. Mình cũng có thể điều chỉnh được cái map bùm. Ví dụ như là cái map bùm của mình là nó sẽ như thế này đi. Rồi độ Grudnik nó cũng thế. Và hiện tại ấy, cái vật liệu này sẽ mang cái màu sắc của cái map này. Thì làm sao để mà làm mất cái ảnh hưởng của cái màu này, thì mình sử dụng cái image fader. Mình kéo cái image fader này lên. Mình càng kéo lên á, thì cái màu sắc của cái map của mình nó sẽ mất đi và nó sẽ tràn thêm cái màu sắc của cái phần color ở dưới này. Thì mình sẽ sổ cái phần color này và mình sẽ chọn một cái màu trắng, ví dụ như thế này. Và mình sẽ kéo cái phần image fader này cao nhất có thể, thì nó sẽ ra một tường trắng của mình. Thì đây là cách thứ hai mà mình sử dụng để làm vật liệu tường. Cái cách này thì khá là ok, tại vì khi mà mình chuyển cái file này qua một cái máy khác á, thì mình vẫn sử dụng được. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng map normal. Thì map normal này sẽ giúp mình làm cái độ bùm của nó được thật hơn, tại vì cái map normal nó sẽ thể hiện được độ sâu. Thì mình sẽ xóa cái map bùm cũ đi, mình sẽ thêm một cái map normal mới. Thì ở đây mình sẽ có những cái map normal như thế này, mình sẽ add thử cho các bạn xem. Như map này đi.
Thì các bạn để ý thì là khi mà add cái map normal này á, thì ở dưới này nó không phải là amount nữa, nó sẽ là intensity, có nghĩa là cường độ. Và nó cho phép mình boom theo một hướng thôi. Tại vì cái map normal này là một cái map mà nó sẽ cho mình định hướng được cái hướng boom rồi. Đó, có thể kéo đây. Trông nó hơi to, mình sẽ chỉnh lại kích thước. Ví dụ như là 0.5 0.5. Mình thấy nó khá nhỏ, thành ra mình sẽ tăng lên thêm khoảng 0.7 đi. Ok. Khi mà sử dụng map normal này á, thì nó sẽ tạo ra một cái vật liệu có độ boom nó đẹp hơn là khi mà sử dụng boom map. Mình có thể điều chỉnh Rodnick thấp lại một xí. Ok. Thì đối với map normal này nó sẽ cho mình làm được nhiều cái vật liệu thú vị hơn. Ví dụ như là mình sẽ chọn một cái map normal khác, như là map này đi. Nên cho mình một cái bề mặt của tường nó khác, nó sần sùi hơn, nó bị lồi lõm nhiều hơn. Đối với sử dụng map normal á, thì bạn có thể tra Google và tìm cái map theo cái key mà mình để ở bên dưới, thì bạn sẽ tìm thấy được những cái loại map khác nhau để sử dụng. Nhớ một cái là khi mà add cái map normal vào chỗ boom á, thì phần normal này sẽ trở thành một cái map màu tím. Thì cái map này nó sẽ tạo từ những cái màu là đỏ, xanh lá và màu xanh dương, sẽ tạo ra một map màu tím như thế này. Thì khi mà nó hiện màu tím như thế này thì nó mới là map normal, còn không thì nó chỉ là map boom thôi nhé. Tất nhiên là khi mà chuyển cái file này qua một cái máy tính khác, nó vẫn bị mất cái map normal này. Các bạn lưu ý khi mà copy file qua một máy tính khác làm việc thì hãy copy luôn cái map normal này đi theo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu của sàn. Thì đây là cách đầu tiên. Mình sẽ chọn vật liệu, bật tab vật liệu Escape lên. Thì mình sẽ chọn một cái map vật liệu theo kiểu là nó đã có những cái văn gỗ sẵn rồi, và open nó. Mình sẽ nhìn sơ qua bên này, bên Escape. Thì hiện tại mình đang thấy cái map nó bị nhỏ. Cái bước đầu tiên của mình hay làm á, mình sẽ vào trong cái albedo, sẽ chỉnh kích thước của nó ở trong albedo. Ở đây ví dụ như là 22. Map nó bắt đầu lớn lên rồi. Hình như là cái map nó đang bị kéo co giãn. Thì cái này là đang gặp ở việc là mình có thể là chỉnh sửa cái map cho nó là ở phần texture position của SketchUp. Hiện tại các bạn có thể thấy được là hiện tại là cái map của mình là đang là hình vuông, nhưng mà trong cái này nó sẽ tạo ra một hình chữ nhật. Thì việc của mình là mình sẽ bóp nó lại theo hình vuông. Ok. Rồi, mình sẽ chấm cái map này và đổ qua bên cái phòng trong. Đây, mình đã ốp được map rồi. Tiếp theo mình cũng sẽ nghiêng một góc để cho ánh sáng nó có thể phản xạ, để mình bắt đầu chỉnh sửa cái vật liệu này. Mình cũng dùng map boom bằng cách là ấn vào view albedo. Thì mình sẽ kéo cái phần hàm này lên xuống để mình cảm nhận được cái độ boom. Như này thì nó bị boom quá. Đây là bơm ngược rồi, mình sẽ kéo ngược lại. Ok, bơm cỡ chừng này thôi. Rodnick mình sẽ kéo lên cho nó có độ bóng của sàn. Xem lại cái ngàm. Rồi, ok. Đây là cách tạo vật liệu sàn đầu tiên. Đối với cách này thì mình cũng có thể sử dụng một cái mẹo, đó là dùng một cái bộ map có sẵn. Thì đầu tiên mình sẽ add cái bộ map nó vào. Thì đây là một cái bộ map có sẵn. Thì nó sẽ có cái map về phần color và map Rodnick.
map normal và map reflect, thì mình sẽ chọn cái map color vào phần video. Mình có thể up tiếp cái map normal vào phần bùm. Normal. Thì vật liệu của mình bắt đầu nó sẽ có cái sự gồ ghề đây này rồi. Thì tiếp tục mình có thể sử dụng một cái map tiếp theo, đó là map Rodnik, để add vào phần Rodnik. Và bắt đầu mình sẽ dùng UV map. UV map lại. Vì có thêm map boom và map reflection, thành ra là cái vật liệu này sẽ trông nó thật hơn. Tùy thuộc vào bộ map của các bạn chất lượng hay không thì cái vật liệu của bạn sẽ tương đồng với cái chất lượng của bộ map đó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cái cách thứ hai. Cách này sẽ làm cho cái sàn gỗ mình sẽ trông đẹp hơn. Cách tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một vật liệu gỗ nó đơn giản hơn. Nhưng mà mình sẽ ứng dụng thêm một phần về dựng hình bằng một plugin là Floor Generator. Mình sẽ tạo ra một cái sàn gỗ bằng plugin này. Ok, các bạn có thể thấy được là mình đã tạo ra được một cái model sàn và nó có những cái đường vân như thế này. Thì mình có thể đi tới gần hơn để mọi người có thể thấy rõ hơn. Thì việc của mình đơn giản bây giờ là mình sẽ ốp một cái map vật liệu gỗ vào trong cái sàn này là được. Mình chọn vật liệu và thêm một map gỗ. Hiện tại mình dùng một cái map trơn, tại vì hiện tại những cái đường vân của mình là được tạo bởi model rồi. Mình sẽ chỉ cần chọn một cái map gỗ trơn thôi. Open. Mình có thể thấy. Thì việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ UV map nó, để mình quay cái map của nó theo đúng hướng. Ok, bạn có thể thấy được là cái map sàn gỗ mình đã UV map rồi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh vật liệu này, Benscape. Thì đầu tiên mình sẽ add thêm map boom và phần Grotnik đây. Sử dụng luôn cái map boom của Ambido. Sử dụng Grotnik. Ok. Mình có thể sử dụng thêm một cái mẹo nhỏ, đó là làm cho cái map này trông nó thật hơn, bằng cách là kéo một chút cái metallic lên. Bạn có thể hiểu được là đối với sàn gỗ công nghiệp thì người ta sẽ qua một cái phần xử lý chống mốc, chống ẩm và hoàn thiện cái màu sơn cho nó. Đối với những cái hóa chất này thì nó sẽ có một cái tính chất, theo mình thì nó cảm giác nó sẽ thêm một chút metallic vào, là tính kim loại vào. Mình có thể tiếp tục chỉnh sửa cái màu sắc của cái sàn gỗ bằng cách là dùng Image Fade. Mình sẽ hòa màu một tí. Ok, mình sẽ chuyển màu. Ok, tương đối rồi. Ok, mình đã hoàn thành cách thứ hai để tạo vật liệu sàn. Thì cách này nó sẽ có những cái đặc điểm sau. Thì thứ nhất là nó sẽ làm cho cái model của mình nó nặng hơn, tại vì mình sử dụng cái phần mềm plugin để mà dựng hình cái sàn thêm. Nhưng mà nó sẽ có một cái việc là làm cho cái sàn của mình trông thật hơn. Vậy là video đầu tiên trong series hướng dẫn tạo vật liệu Anscape của mình đã kết thúc. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt.